Yến Sào Khánh Hòa, nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ. Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Người Khánh Hòa, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp cùng với công ty truyền thông KKC thực hiện với sự đồng hành của Yến Sào Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi số phát sóng trong chương trình Người Khánh Hòa, chúng tôi đều mong muốn mang đến những hình ảnh về những người con Khánh Hòa ưu tú trong nhiều lĩnh vực để từ đó khơi dậy tình yêu quê hương và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống dành đến cho mỗi người con Khánh Hòa. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây để cùng biết nhân vật đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay là ai, quý vị nhé. Ngày xưa, khi trời đất vẫn còn đối nghịch, đất trời mãi đánh nhau, đất chống chọi với trời, trời chống chọi với đất, đánh nhau mãi từ ngày đến đêm. Ở một xứ nọ, cõi phàm trần Anadam Kaiwa Adam, có một người con gái mồ côi cha mẹ. Nàng có phép thần tài giỏi Gandru Gavan như trời ban cho, 15 lớp phép nhiệm màu, tài phép cải tử hoàn sinh. Ngày nay vẫn còn nhắc đến phép thần Gandru Gavan. Câu chuyện kể về nàng Awa Nải Tiller bắt đầu. Giữa đất trời lộng gió và bản lãng những dải mây trắng ngang lưng đèo, lời hát mộc mạc của nghệ nhân Mấu Thị Duyên đưa chúng tôi về thăm lại vùng đất Khánh Sơn, nơi từng được xem như là một trong những căn cứ địa cách mạng của tỉnh Khánh Hòa trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng. Về Khánh Sơn hôm nay, không chỉ để chứng kiến cuộc sống đang dần thay da đổi thịt trên những triền núi hun hút gió trời, mà chúng tôi muốn được cảm nhận đại ngàn qua lời sử thi da diết từ ngàn xưa, qua giọt đàn cha bi mộc mạc của những người con Rác Lây, những con người bình dị đang ngày đêm lưu giữ hồn Rác Lây cho quê hương mình. Là cán bộ phòng truyền thống của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Sơn, nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến chính là người đi đầu trong việc sưu tầm và bảo tồn văn hóa Rác Lây nơi đây. Giờ đây khi tuổi đã ngoài ngũ tuần, tài sản quý giá nhất mà nghệ nhân Mấu Quốc Tiến có được là 4 bộ sử thi đã được biên soạn, xuất bản và một bộ lưu giữ hơn 300 băng ghi âm của 4 bộ sử thi Rác Lây khác. Ông được mọi người cảm phục, yêu mến và gọi là người giữ hồn sử thi Rác Lây của núi rừng Khánh Sơn. Và các bạn thân mến, đoạn phóng sự vừa rồi cũng đã giúp chúng tôi giới thiệu đến với quý vị nhân vật đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay, đó chính là nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến. Xin được chào nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến và xin được cảm ơn ông đã cùng đến với chương trình Người Khánh Hòa. Chào Tô Tinh và quý khán giả chương trình Người Khánh Hòa. Có thể nói là tại Khánh Hòa thì hình ảnh của nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến cũng đã trở nên rất quen thuộc rồi. Vậy thì khi đến với chương trình ngày hôm nay thì nghệ nhân có thể chia sẻ với Tú Trinh cũng như là với quý vị khán giả về công việc sưu tầm sử thi của mình không ạ? Đối với cái người Rác Lây thì cái văn hóa của họ thì từ rất xa xưa họ không có chữ biết đó. Cho nên truyền khẩu thì cái đây cũng rất là sự quan tâm hơn. Bây giờ thì so với xưa thì cũng có cái điều kiện hơn. Mà ví dụ như là chữ biết Rác Lây chẳng hạn, bảo tồn cái chữ biết đó để mà lưu giữ lại, đặc biệt là cái văn hóa sử thi của người Rác Lây. Và thưa nghệ nhân thì sử thi Rác Lây tại Khánh Sơn đã được phát hiện như thế nào ạ? Cái sử thi của người Rác Lây của Khánh Sơn á, nói riêng và cũng như là mọi nơi khác, ví dụ như Ninh Thuận, Bình Thuận cũng có cái sử thi của người Rác Lây. Nhưng mà đối với người Khánh Sơn thì được phát hiện là nó có, ngày xưa là nó khác. Ngày xưa là cái vấn đề bà con của mình sinh hoạt cuộc sống bằng cái sử thi của người Rác Lây. Cuộc sống sinh hoạt
họ thể hiện trong các cái nghi lễ, trong các cái ngày hội. Dạ. Còn bây giờ lại ngày càng nó ít đi, mất đi. Cho nên là nối cái vấn đề một phần nào cái vấn đề trang trở lo cho vấn đề là mai một là dạ. cái điều đó không thể tránh khỏi. Dạ. Và thưa nghệ nhân, là sử thi rác lây được phát hiện tại Khánh Sơn của mình cũng như là sử thi mà ở nhiều vùng miền khác thì nó có sự khác biệt gì không ạ? Cái sử thi của người Rác Lây thì cũng như là sử thi của Tây Nguyên. Ví dụ trước đây là người ta còn gọi là cái hùng ca, tường ca. Dạ. Cái sử thi là cái là từ ngữ của các học giả trên thế giới. Người ta khái niệm về cái vấn đề sử thi. Nhưng mà đối với người Rác Lây là nó mang cái tính chất đoàn kết hơn. Ví dụ như là cái sử thi của người Rác Lây không xung đột trong các dân tộc với nhau. Ví dụ giữa dân tộc này, dân tộc khác. Nhưng mà người Rác Lây lại là cái tính đoàn kết rất là cao, đặc biệt là thể hiện trong cái sử thi của họ. Ví dụ cùng với người Chăm, người Kinh để mà đấu tranh chống giặc ngoại xâm, rồi khắc nghiệt của thiên nhiên để bảo vệ cái mùa màng, bảo vệ quê hương của họ. Và thưa nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, để có thể sưu tầm và gìn giữ cho thế hệ mai sau về sử thi Rác Lây, thì trong suốt 25 năm vừa qua thì ông đã không ngừng bôn ba qua rất nhiều những bản làng để có thể là lưu giữ lại những sử thi Rác Lây. Và trong suốt 25 năm như vậy thì có những khó khăn và trăn trở nào ông có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả không ạ? Nói về vấn đề sử thi thì nói về vấn đề văn hóa của người Rác Lây thì không có chữ biết. Chủ yếu là cái vấn đề truyền khẩu từ cái đời này sang đời khác. Cái vấn đề mà trong quá trình đó thì muốn lưu giữ cái vấn đề văn hóa, đặc biệt là văn hóa sử thi của người Rác Lây, thì cái thứ nhất là cái vấn đề phải có chữ viết. Cái chữ viết thì của người Rác Lây là người ta gọi là cái chữ viết tiếng Rác Lây, mặc dù không phải chữ viết của người Rác Lây. Có nghĩa là người ta sử dụng cái mẫu từ Latin. Là mình để chữ tiếng Việt để mà ghi âm cái tiếng dân tộc đó. Cái vấn đề công việc mà đi sưu tầm sử thi, thứ nhất là dùng cái trước mắt là cái vấn đề phải có băng, thu băng cái đã. Băng là chủ yếu mà thu âm. Thu âm rồi về tiếp tục là phải sử dụng chữ, tức là chữ viết tiếng Rác Lây. Ghi âm tiếng Rác Lây. Rồi bắt đầu là tiếp tục biên dịch. Chú thích chú giải. Đấy, là chuyển ngữ từ cái tiếng Rác Lây sang Việt. Đây là cái vấn đề rất là khó. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến về công việc hiện tại của ông là sưu tầm sử thi Rác Lây. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự sau để cùng tìm hiểu hơn nữa về công việc hiện tại của nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến. Với nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, sử thi Rác Lây là niềm say mê, là tình yêu với núi rừng sông suối. Mỗi một câu hát sử thi gợi nhớ cho ông lời hát ru của bà, của mẹ, là hình ảnh của những nữ thần, những anh hùng uy nghi mạnh mẽ khuấy động đất trời. Những bước chân của người con Rác Lây ngày nào lên nương rẫy, giờ miệt mài đi về phía của đại ngàn, đi về phía những câu chuyện đầy huyền bí về thần cây, thần rừng, thần núi non sông suối, được truyền khẩu từ đời này sang đời khác bằng nhiều âm điệu trong kho tàng sử thi của người Rác Lây. Đó là âm điệu Siri, Margin dịu dặt, ngân nga như lời ru của bà, của mẹ. Lời hát của những người mẹ Rác Lây như tiếng của gió, của cây, của những con chim rừng thấp thoáng trên triền đồi, trên nương rẫy. Siri, Margin là lời mẹ hát khi trĩa bắp, trồng khoai, khi dừng chân bên suối vắng hái nấm rau rừng. Điệu a do với âm tiết nhanh rộn ràng như tiếng con suối róc rách, như tiếng gồng chiêng âm vang, tiếng mã la ngân ngang của những mùa lễ hội. Sử thi Rác Lây, lời của núi rừng, chim muông của nương rẫy, nhà sàn của những điều mộc mạc từ muôn đời nay vẫn thế. Dạ thưa nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, thì Tú Trinh cũng được biết là hiện nay cụ Mấu Thị Duyên là người thuộc đầy đủ cả năm bộ sử thi thì cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể lưu truyền lại sử thi Rác Lây dành đến cho các thế hệ sau cũng là một điều rất là khó khăn. Và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn với Tú Trinh là mình đã chuẩn bị như thế nào cũng như là đang thực hiện việc sưu tầm như thế nào không ạ? Nhưng mà đối với Mấu Thị Duyên là đặc biệt. Cụ thuộc những năm tác phẩm đó, mỗi một tác phẩm độ dài bừa phải của cụ là 48 băng.
băng cassette C90. Mà cái độ dày nhất của cụ là có thể 55 băng. Vâng. Mà mỗi một tác phẩm của cụ Dương là cái độ dài vừa phải. Ví dụ như nàng Taylor chẳng hạn 48 băng đã 3.000 trang song ngữ Việt La Lai. Hay là cái đây là cái vấn đề muốn duy trì, muốn giữ lại 5 tác phẩm của cụ Dương, thì đây là cả một cái khó khăn. Đặc biệt là cái kinh phí để mà thực hiện cái chương trình đó mà rất là kẹt, rất là khó. Và thưa nghệ nhân Mỗ Quốc Tiến, khi đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay thì ngay lúc này đây, nghệ nhân có thể dành tặng đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình một đoạn nào đó trong sử thi Rác Lây mà ông đang sưu tầm không ạ? Trong cái sử thi của người Rác Lây là đặc biệt người ta sử dụng, ví dụ như là cái làn điệu dân ca của người Rác Lây thì rất nhiều làn điệu. Ví dụ tôi có thể hát, ví dụ như là một đoạn cái series của người Rác Lây. Mùa đi cà cây mà sinh ba đằng bằng ba la mùa đi đi cà mò bê la ba đằng papa bê sợi ý có nghĩa là cuộc sống của con cháu á, mà có ngày hôm nay thì cũng nhớ cái ông bà ngày xưa. Ông bà ngày xưa là đặc biệt là cây mà sinh mò bê la truyền dạy trồng cây, truyền dạy cuộc sống này, để mà biết không sống riêng cho mình mà sống xung quanh đó là có các dân tộc khác, đặc biệt người Rác Lây Kinh, người Rác Lây Chăm chẳng hạn. Và thưa nghệ nhân Mỗ Quốc Tiến, những sử thi Rác Lây của mình không chỉ là được biểu diễn tại các bản làng xa xôi mà còn được biểu diễn tại các sân khấu lớn nữa, ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về điều này không ạ? Ngày nay là có những cái là cái sử thi Rác Lây không chỉ là dùng để mà hát trên cái núi rừng nhưng mà được thể hiện trong cái vấn đề sân khấu hóa. Đặc biệt là cách đây không lâu, vài năm là cái đây là được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa chúng ta, mang tên là cái tổ chức làng văn hóa đấy, để cho các mỗi dân tộc thể hiện các cái lời ca tiếng hát, rồi thể hiện những cái gì, cái vốn quý văn hóa của riêng dân tộc họ. Sân khấu hóa cái chương trình này á, là cái đoàn Khánh Sơn là có cái đạt giải rất cao so với toàn đoàn, kể cả là Khánh Hòa, kể cả Ninh Thuận, Bình Thuận luôn. Thì cái đây là rất là tự hào. Và Tú Trinh cũng hy vọng là trong tương lai sẽ vẫn có nhiều cơ hội và nhiều dịp được nhìn thấy sử thi Rác Lây được biểu diễn trên các sân khấu lớn như thế. Dạ thưa nghệ nhân Mỗ Quốc Tiến, Tú Trinh được biết là không chỉ giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về sử thi Rác Lây mà ông còn có công trong việc là chuyển ngữ những sử thi Rác Lây. Vậy thì ông có thể chia sẻ các tác phẩm tiêu biểu của mình về sử thi Rác Lây mà ông đã chuyển sang tiếng Việt chưa? Những cái tác phẩm mà bản thân mà được cái chuyển ngữ từ cái tiếng Rác Lây sang tiếng Việt, đó là tác phẩm Ama Chi Sa, Ama Bông Cây, tác phẩm Nàng Taylor của người Rác Lây là 3.000 trang song ngữ, tác phẩm Cây Mai Sinh Mô Bê La là đặc biệt cái vấn đề là ông trồng cây bà xới núi, mà bản thân cũng nhớ và đồng thời là ghi chép lại và hoàn chỉnh cái tác phẩm này. Đấy. Mặc dù bài trăm trang nhưng đưa người Rác Lây thì cái công việc nhớ ông nhớ bà là rất là quý. Đó là những cái tác phẩm mà của người Rác Lây. Hiện nay á, là cái kế cận để mà am hiểu cái văn hóa đó là cái đây có một cái khó, rất là lo. Thưa nghệ nhân Mỗ Quốc Tiến, nghệ nhân có thể chia sẻ về kế hoạch để phổ cập chữ viết Rác Lây đến với quý vị khán giả được không ạ? Cái phổ cập chữ viết tiếng Rác Lây thì ngày nay thì mới có phổ cập cho cán bộ. Cái đây là cái vấn đề chưa phải là đặt nhu cầu, cái vấn đề là đáp ứng cái nhu cầu lắm. Cái vấn đề mong muốn là cái vấn đề dạy cái song ngữ phổ thông trong các nhà trường, được con em người ta học được cái chữ của dân tộc mình, cái tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình, là cái đây là cái vấn đề là nhu cầu cần thiết.
Bởi vì Khánh Sơn á, là cái vấn đề quý là ở cái chỗ trước khi đem cái bộ chữ Đắk Lây công bố cấp tỉnh á, là đã từng dạy cái thử nghiệm mà chưa biết tiếng Đắk Lây, đặc biệt là cái cho lớp 1 ấy. Cái đây là cái quý là được đánh giá rất là cao. Và khi nhắc đến nghệ nhân Mấu Quốc Tiến thì đối với nhiều người dân tại Khánh Hòa thì không chỉ là một nghệ nhân đã có 25 năm đi sưu tầm sử thi Rắc Lây đâu, mà còn gắn bó với lại hình ảnh của chiếc đàn cha bi nữa. Và âm thanh những làn điệu cao vút của chiếc đàn cha bi cũng đã khiến cho nhiều người càng thêm yêu mến hơn về vùng núi rừng và những con người rất là chân thật, đáng mến. Vậy thì ở đây thì Tú Trinh cũng nhìn thấy là nghệ nhân đã mang đến phim trường của mình là một chiếc đàn cha bi. Và ngay lúc này đây thì nghệ nhân có thể dành tặng ngay một làn điệu cha bi đến với tất cả quý vị khán giả không ạ? Dê trắng nhớn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy hồn người rắc lên. À, dạ thưa nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, khi mà Tú Trinh cầm lên tay của mình là chiếc đàn cha bi, cảm thấy rất là lạ. Có thể nói đây là nhạc cụ lạ nhất mà Tú Trinh đã từng được tiếp xúc như vậy. Thì không biết là đối với cây đàn cha bi của mình thì nó có những điều gì đặc biệt và độc đáo mà qua đây nghệ nhân có thể chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả không ạ? Cái đặc biệt của cái độc đáo của cây đàn cha bi, dạ, mà cũng như là cái nhạc cụ, cái hệ nhạc cụ của Tây Nguyên của người Đắk Lây là đều là thể hiện cái vấn đề cái từ cái cồng chiêng, dạ, cái hệ nhạc cụ mà từ cái bộ gõ, bộ thổi, đặc biệt là từ người Tây Nguyên vẫn thể hiện từ các cồng chiêng. Người Đắk Lây là thể hiện từ cái làn điệu Mala, thành thử cái làn điệu của Mala bay bổng là bao nhiêu là được thể hiện bằng cái đờn cha bi, yeah. Và đây là cái nét độc đáo. Có người Đắk Lây người ta còn gọi là cái đờn cha bi là Mala nhỏ, Mala thâu nhỏ. Cái vấn đề cái nguyên liệu như thế này là thì thấy rất bình thường chứ, yeah. Nhưng mà đối với người ta làm thì nói khó cũng có cái khó của nó. Ví dụ đặc biệt người ta có thể chọn cây, mà nếu mà con em con cháu mà người ta không biết đi chặt đại chặt cây mà chặt thí ở trong rừng là không được. Người ta chặt phải chọn ngày để mà bảo quản cho vấn đề cái cây đần đó lưu giữ được lâu, là khỏi những cái con vật côn trùng nó hủy. Nếu mà chặt lúng ngày thì con vật những con trùng nó phá hủy hết, không sử dụng được. Người ta làm được một cái đờn thì người ta khoét được cái lũ này, người ta làm được cái dây này, người ta làm những cái chế tác những như thế đấy, thì họ cũng xuất phát từ cái ông bà của họ có những cái gì là họ được thể hiện như thế, cho nên cái đó cũng rất là khó. Nếu mà không có cây đờn cha bi để mà giữ được cái làn điệu đó là bị mất, có nghĩa là anh không biết. Anh biết đánh ma la mới đánh được cha pi, mà anh không đánh được cái cha pi là đánh không có được ma la. Người không có đánh được tơ rân là cũng không đánh được cồng chiêng. Đấy, đối với người là cái văn hóa, cái vấn đề hệ nhạc của họ là như vậy. Và qua đây thì nghệ nhân Mấu Quốc Tiến có thể chia sẻ về công việc bảo tồn, bảo tàng hiện nay của ông không ạ? Và vì sao thì ông lại quyết định đến với công việc này nữa? Đối với công tác mà bảo tồn, bảo tàng thì
là cái vấn đề bản thân cũng có cái đam mê. Dạ. Đối với Khánh Sơn là từ sau giải phóng á, thì rất là mất mát rất là nhiều. Xong những gì mà còn lại đó là cái bản sắc văn hóa. Mà nói đến cái vấn đề bản sắc văn hóa thì nên phải được lưu giữ, nên phải được là bảo tồn. Đấy. Cho nên là bản thân là cũng hết sức là ra sức là để mà được lưu giữ cái này đấy, rồi tiếp tục tuyên truyền cho cái thế hệ sau và cái mọi người là cũng được cái nhận thức như mình để mà gìn giữ. Bằng không là cái bốn quý đó là nó không còn, sau này là không thể tìm kiếm được. Ví dụ đúng người ra đây là mất đi, là mất đi bến biển đó, không thể lấy được. Ví dụ như một cụ nghệ nhân mất đi, ví dụ như là những cái nét đẹp riêng của văn hóa làng bản, rồi những cái gì của họ, những cái hiện vật đấy, từ cái vật văn hóa vật thể và phi vật thể, mới khi mà mất đi là không thể lấy lại được. Cho nên có cái tâm đắc, có cái đam mê để mà giữ gìn họ. Và thưa nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, khi ông đến với công việc hiện tại là bảo tồn bảo tàng thì điều gì khiến ông trăn trở nhất ạ? Cái công tác mà bảo tồn bảo tàng ngày nay thì cũng như là cái công tác sử thi, thì vẫn là cái vấn đề là cái kinh tế là nó không đáp ứng. Ví dụ như là vấn đề kinh phí chẳng hạn. Cái công tác mà bảo tồn bảo tàng là cũng rất là cần thiết. Cũng để bảo quản, ví dụ như là cái công việc của mình là có thể là bảo quản hiện vật chẳng hạn, là cái đây là phải có những cái kinh phí hỗ trợ đấy. Mà trong lúc mà đời sống kinh tế là chưa phát triển đấy, là phải bằng những cái kế hoạch, bằng những cái gì nào đó để mà giữ gìn đấy, chứ không là mất ngay, là mỗi một cái mất là không thể tìm và lấy lại được. Dạ, thưa nghệ nhân Mấu Quốc Tiến, trước khi chia tay chương trình Người Khánh Hòa hôm nay thì nghệ nhân có điều gì muốn chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả không ạ? Cái chương trình đây là chúng tôi thấy rất là quý, mà cũng mong là quý khán giả rồi các bạn mà nghe cái chương trình đối với người ra đây là có cái mong muốn là vấn đề là chú trọng, cái vấn đề là chú ý hơn, là gọi là được chăm lo chăm sóc cho cái mối văn hóa của dân tộc đó. Bởi vì cái nói đến cái văn hóa của họ là nói đến cái vấn đề nguồn sống, là không thể là bỏ được đấy, mà cần phải chăm lo chăm sóc, và đặc biệt là cần có chú ý nhiều hơn. Ngày càng có cái phát triển đáp ứng cái nhu cầu với cái thời kỳ là cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và Tú Trinh xin được cảm ơn nghệ nhân Mấu Quốc Tiến đã dành thời gian đến với chương trình Người Khánh Hòa hôm nay, và xin chúc cho nghệ nhân lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, với cuộc trò chuyện vừa rồi cùng với nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến, người đã 25 năm rong ruổi qua các bản làng để sưu tầm và gìn giữ lại những nét đẹp về sử thi Rắc Lây đến với thế hệ trẻ, cũng đã giúp chúng ta càng hiểu hơn nữa về nét văn hóa của sử thi Rắc Lây, cũng như là về những người con Khánh Hòa không quản ngại những khó khăn lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình, đến với một hoàn cảnh khó khăn mà hộp thư nhân đạo của chương trình vừa ghi nhận được. Với hy vọng trở thành chiếc cầu nối cho những cơ quan cá nhân giàu lòng hảo tâm đến với các gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh và mở rộng địa bàn ra cả vùng sâu vùng xa, chương trình Người Khánh Hòa có cuộc hành trình đến với một mảnh đời bất hạnh ở huyện miền núi Khánh Sơn. Hôm ekip chương trình Người Khánh Hòa đến thăm cũng là dịp bé Nguyễn Nhật Khánh Minh bước qua tuổi thôi nôi. Sinh nhật không có bánh, không có quà, chỉ là một ngày bình thường với bữa ăn khó nhọc, với hình ảnh chị Hiếu đang kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, muỗng nước cho con. Và những hình ảnh bất chợt khiến những người làm cha, làm mẹ không khỏi nhói lòng.
Đây không phải là tình trạng biếng ăn thường gặp đâu đó ở những đứa trẻ, mà là một trong những dấu hiệu thường gặp ở một đứa trẻ bại não, hay sặc sữa, đùng sữa và thức ăn, hay nôn ói. Ở độ tuổi mà một đứa trẻ bình thường có thể chập chững những bước đi đầu tiên, thì bé Khánh Minh lại hầu như co quắp trên giường. Với cơ thể mềm yếu, giặt dẹo, lưng yếu và các khớp yếu, cơ yếu, em thật khó khăn để cử động tứ chi. Em chỉ vừa tròn một tuổi thôi, nhưng đã bị những căn bệnh quái ác từ thuở mới vài tháng tuổi. Bé thì nói chung là tôi sinh ra thì không có biết bé bị bệnh, không biết là nguyên do từ đâu. Từ khi 5 tháng tuổi á, là cháu nó cứ... Chị thấy bé này thở rất là khó khăn, chị có thể cho biết là bé nó bị cái tình trạng bệnh này như thế nào vậy? Bổ người ra tăng cơ lực á, nên là tôi đưa đi khám tại các bác sĩ ở cơ sở thì họ bảo tôi là nên đưa vào thành phố Hồ Chí Minh và xem thử cháu bị như thế nào, chứ ở đây họ không khám được những cái bệnh này. Thế là vợ chồng tôi đưa cháu vào thành phố Hồ Chí Minh và họ đã kết luận cháu bị bệnh não, tức là bị di chứng thần kinh trung ương. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy em bị di chứng thần kinh trung ương, bại não và động kinh. Những hình ảnh bất chợt chúng tôi ghi hình được lại là những hình ảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày. Do ảnh hưởng của thần kinh nên bé Minh có những rối loạn tâm thần như la hét, quấy khóc ngày đêm. Đã khó khăn với việc vận động, thân hình nhỏ nhoi của em càng khó nhọc hơn với từng hơi thở. Càng đau lòng hơn khi dường như em không nhận biết được người đang kề cận chăm sóc em hàng ngày là ba, là mẹ. Nhìn đôi chân co quắp, không thể đứng vững của con, anh Mưu càng buồn và bất lực hơn. Chỉ mong mỏi giản đơn con có thể đứng trên đôi chân của mình, có thể bước những bước đi đầu tiên mà không thể. Với đồng lương công chức khiêm tốn và tiệm sửa xe bấp bênh, nếu chỉ mình chị Hiếu và anh Mưu xoay sở thì khó lòng cho bé Minh có cơ hội chữa bệnh. Chị hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Chúng tôi trao đến gia đình em phần quà nhỏ nhoi và hy vọng nhận được những giá trị khác. Đó là tình thương và trách nhiệm từ cộng đồng. Ngay từ thuở lọt lòng, cuộc đời đã lấy đi của bé Khánh Minh nhiều thứ, nhưng bù lại cho em có gia đình nhỏ. Chúng tôi mong em sẽ luôn cảm nhận được tình thương đang ở lại bên mình và mong mỏi những tấm lòng từ thiện sẽ phần nào giúp em nâng bước tuổi thơ và mở ra trang mới cho cuộc đời em. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Người Khánh Hòa xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ với những nhân vật khó khăn của chương trình, xin mời quý vị chúng ta vui lòng gửi thư về chương trình Người Khánh Hòa, số 70 đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Cảm ơn Yến Sào Khánh Hòa đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau lúc 20 giờ 10 phút trên đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa KTV. Yến Sào Khánh Hòa, nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.